cách xử lý khi bột chảy. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì không biết trong đây có ai thường đập bột mà khi mà đặt bột xuống bột hay chảy không? Đó, nó tràn ra hai bên này. Đó, khi mà các bạn mà không clean kỹ á, chút các bạn dũa rất là mệt. Một á, là dũa không sạch cuticle. Hai á, là dũa sạch nhưng mà rất là dễ cắt tay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xử lý khi mà bột chảy nha. Thường á, thì các master mà dạy á, là nói là let gravity do the work. Nhưng mà cái đó là tật nha. Trong trường hợp này nếu mà bột chảy mà làm cái đó là tật. Thì bột chảy thì chỉ có 3 lý do chính thôi. Một là cái bột, hai là cái liquid, thứ ba nữa là nhiệt độ phòng và nhiệt độ tái khét. Thì bữa nay mình làm mùa hè nhưng mà cái tái khét rất là lạnh. Một số khách cái tái khét mùa hè nhưng mà tái vẫn rất là lạnh. Thì khi mà mình đặt bột xuống á, thường nó sẽ chảy rất là ghê. Thì mình phải biết cách xử lý nha. Thì lúc mà mình đặt xuống á, là mình đừng có chuỗi tay xuống nha. Khi mà bột chảy là nhớ là đừng có chuỗi tay xuống. Đó, các bạn cứ từ từ thôi, chơi với cục bột thôi. Đó, các bạn cứ tẹm và đẩy hai bên lên. Đó, còn các bạn mà để chuỗi tay xuống cho bột chảy xuống hết móng luôn á, thì cái móng nó sẽ lẹp chẹp rất là dễ gãy. Thì các bạn cứ nâng cái tay lên, đừng có chuỗi tay xuống. Đó, các bạn cứ đẩy ngược bột lên lại, cứ giữ lâu lâu một tí cho bột nó đứng lại đã. Bắt đầu mình mới chín, bắt đầu mình mới tẹm hai bên vô nha. Đó, các bạn nhìn mình làm này. Đó, các bạn đặt xuống này. Đó, giữ. Bình thường bột máu khô các bạn sẽ buông ra nhân, còn mà đổi với bột chảy này các bạn giữ nó lâu một tí. Đó, các bạn thấy cục bột nó chảy ghê không? Đó, các bạn phải đẩy từ dưới lên. Đó, phải đẩy nhá. Ừ. Muốn có đủ độ dày, đủ apex thì các bạn phải đẩy từ dưới lên và cứ đẩy và giữ. Thì khi mà các bạn mà thấy cục bột nó đứng nóng chảy nữa, bắt đầu mình xử lý nha. Đó, mình đẩy khỏe và chỉnh lại đôi dây. Sau khi mà bột nó đã phun hết bóng thì các bạn có thể chỉnh lại đôi dây, ok chưa? Đó, giống như ngón cái này nè, thì mình sẽ đặt xuống này, giữ đó và buông bột ra và đẩy hai bên lên, ok chưa? Đó. Bột chảy thì các bạn cứ xử lý từ từ thôi. Đó. Cứ đẩy bột lên, đẩy từ từ thôi, để cho cục bột cứ đợi đi, để từ bột cho cục bột nó đứng đã. Khi mà cục bột nó đứng rồi các bạn chui cỏ và đâu lên được, và các bạn dầm nhá, dầm khỏe và đầu vuốt từ trên xuống dưới. Đó, cho nó đủ độ dày. Khi mà tới phần đầu móng á, thì bạn chỉ việc là cắt cái phần bột chứ thôi, vậy là xong. Đó, thì đập kiểu này thì nó không có bị dơ ở dưới móng. Chút các bạn cũng không cần phải đi lại gầm móng nhiều đâu. Đó, thì mình sau khi đập bột và qua ba bên kia, thì mình đập bột á, thì mình sẽ là bắt đầu dũa xếp nhá. Đó, thì các bạn phải biết là khi bột nó chảy thì mình phải xử lý như thế nào. Đó, đập từ từ thôi chứ đừng có vội quá. Đó, khi mà mình đập gòn chụp thì mình dũa rất là khỏe. Thì bộ này thì khách này mới có em bé, bởi vì là muốn cái đầu móng nó không có được bẻn nha. Đó, như khách kỳ lắm, muốn coffin nhưng mà ráo hai cái phần đầu móng á, mình sẽ dũa ráo thôi. Đó, thì khách muốn gì thì mình làm đấy thôi, tại vì khách trả tiền mà, ok chưa? Đấy, rồi mình dũa xếp xong thì mình sẽ chạy máy thôi. Đó, đi lại cái độ dày ở phần đầu móng cho nó đều hết nắm ngón đấy. Rồi còn cái phần chảy cuticle ấy, thì khi mà các bạn đắp mà gòn không có tràn khỏe thì chút các bạn dũa rất là dễ. Còn mà khi mà nó đã tràn ra hai bên và tràn lên trên giá, dũa rất là dễ chảy máu nha. Thứ nhất là dũa không sạch, mà muốn dũa sạch thì nhiều lúc cũng phải là lấy máu. Đó. Đó, các bạn đi lại cái đầu móng tròn đều này, bắt đầu chạy cuticle này. Đó, thì thường các bạn coi mình dũa cuticle thì cái đầu này mình đã xài một thời gian thì nó đã lục rồi nhá, nó không có con bẹn như là lúc mà mới nữa, thì dũa rất là đã.
Đó, bạn nào cần thì có thể vào website order hoặc là inbox trực tiếp cho mình. Đó, khi nào cần thì cứ vào website đặt thôi. Đó, ủng hộ đi. Bạn nào ít thì 5 cái, đầy giá nữa thì 10 cái đó. Ủng hộ, tạo chút tinh thần cho mình ra nhiều video nhiều hơn nữa. Đó, mình chỉ chạy link cái cuticle sơ sơ thôi. Đó. Chỗ nào mà muộn mỏng thì các bạn đe, còn một chỗ nào mà không muộn mỏng thì các bạn chỉ phớt qua thôi, chỉ cần lướt qua đây nhau thôi. Đó, cái phần chạy cuticle này quan trọng nhất là cái phần khỏe này, dựa sao cho tròn sạch bột thì khi mà mỏng mà mọc rá nhìn nó sẽ là bền hơn và không bị hở nhá. Đó, quan trọng cái phần cuticle. Còn cái bột màu này thì các bạn bề mặt mỏng các bạn không cần phải dựa nhiều đâu, chỉ cần dụi sơ sơ rồi cũng lấy phần buffer rồi đó. Thì buffer các bạn chỉ bóp sơ sơ thôi đó, tại vì chuột các bạn cũng sơn gel mà. Thì có một số tiệm vẫn là sơn thương nhá, tại vì sơn gel là phải thêm 5 đồng 7 đồng gì đó, còn tiệm mình thì cứ sơn gel đi cho nó khỏe, vừa đẹp mà vừa bóng nữa, còn đi được lâu nữa. Chứ sơn thương với sơn gel chỉ cũng bằng giá mà. Thì nhiều bạn coi video thì thấy dễ khánh là chắc bóng một cách dơ đúng không, thì mình mới thảo sóng nha, thì cái bên thảo sóng thì mình không có quay đó, tại mình úp quá nhiều rồi, úp nhiều quá, giang hồ chửi gì quá. Ok, cảm ơn các bạn. Bạn nào thấy hay thì nhớ like và share, còn kênh supply gì thì có thể vào website order đó. Thì cò thì ai cũng bán, nhưng mà cò custom không phải ai cũng bán nha. Ok, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.